Radio đồng hành với người trẻ. Thiên Chúa đang nói lớn tiếng. Câu hỏi trên đây không chỉ trong đại dịch COVID-19 người ta mới đặt ra. Đó là thắc mắc đã có từ ngàn đời. Nhất là khi đau khổ, dân Chúa vẫn gào lên: Tại sao Ngài thinh lặng? Hoặc nói đúng hơn, người ta cầu xin Thiên Chúa ra tay trợ giúp, nhưng chờ hoài vẫn không thấy Ngài hồi âm. Nhiều lần dân mất kiên nhẫn với Thiên Chúa. May mắn vì họ có các ngôn sứ, những người luôn lắng nghe tiếng Thiên Chúa và để nói và truyền đạt sứ điệp của người cho dân. Các ngài còn an ủi và thôi thúc dân phải trung tín với Thiên Chúa. Nhờ những nỗ lực đó, Thiên Chúa đã lên tiếng giúp họ hết lần này đến lần khác. Điều thú vị là Thánh Gioan cho thấy Đức Giêsu là ngôi lời. Chính Thiên Chúa hóa thành lời cư ngụ giữa chúng ta bằng xác, bằng thịt. Ngôi lời đó là con Thiên Chúa. Ngài đã xuống làm người, đã chết và đã sống lại. Nhớ lại chính Thiên Chúa dùng lời mà sáng tạo nên thế giới muôn loài. Trong ý nghĩa kinh thánh, nhờ lời của Thiên Chúa mà mọi vật được gìn giữ vẹn toàn. Điều này nghe có vẻ rất lạ đối với nhiều người, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành. Người người kêu van Thiên Chúa, vậy tại sao Ngài không nói gì, không trả lời và không ra tay trợ giúp? Câu hỏi trên luôn thách đố nhiều người, thậm chí có người đã thách thức Thiên Chúa, nhất là khi Ngài ở trên thập giá. Chính trong đau khổ, con Thiên Chúa cũng im hơi lặng tiếng để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu đó là cách mà Đức Giêsu vâng lời Chúa Cha. Nhờ đó Thiên Chúa đã lên tiếng để ngày thứ ba Đức Giêsu sống lại. Chắc chắn Thiên Chúa không muốn hiện ra bằng xương bằng thịt để nói với con người, dù Ngài có thể làm điều đó. Dĩ nhiên, trừ giai đoạn ngôi lời sống trên dương thế, nhân loại chưa từng nghe âm thanh của Chúa như âm thanh của con người. Vậy nếu Ngài hiện hữu, tại sao Ngài không nói? Giáo hội cho chúng ta thấy những cách mà Thiên Chúa đang nói một cách rất lớn tiếng với con người, với mỗi người chúng ta. Thứ nhất, qua Kinh Thánh. Đó là lời của Thiên Chúa được ghi lại. Chẳng phải từng trang Kinh Thánh là những gì Thiên Chúa đã, đang và luôn nói với mỗi người chúng ta hay sao? Đó là bức thư tình mà triết gia người Đan Mạch Søren Kierkegaard kèm nghiệm. Nếu ai muốn nghe Thiên Chúa nói, hãy mở cuốn Kinh Thánh ra để thấy dung mạo và âm thanh của Thiên Chúa đang ngỏ lời với con người. Ngài vẫn đang mời gọi mỗi người hãy học với Ngài, nhất là trong gian nan khốn khổ. Ngài nói với chúng ta đừng sợ hãi, vì chúng ta có Thiên Chúa ở cùng. Ngài có quyền trên mọi thế lực xấu xa, mọi bệnh hoạn tật nguyền. Điều thú vị là lời Chúa được chứa đựng trong một kho tàng duy nhất là Kinh Thánh và Thánh Truyền. Nghĩa là Đức Giêsu trao cho giáo hội của Ngài nhiệm vụ bảo tồn, lưu truyền và giải thích kho tàng đó cho con cái mình. Trong cách thế này, chúng ta vẫn nhận ra những thông điệp của Chúa. Ngài vẫn mời gọi con người trở về, sám hối và tin vào tin mừng. Nơi giáo hội, Chúa vẫn thôi thúc mỗi người tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Chắc chắn, Thiên Chúa chưa từng bỏ rơi con người. Ngài luôn luôn thì thầm và muốn con người nhận ra tiếng nói của Ngài để nói chuyện với Ngài. Đó là khung cảnh của cầu nguyện. Thứ hai, qua lương tâm. May mắn cho con người là ai cũng có lương tâm. Đó là tiếng nói bên trong ra lệnh cho ta phải làm điều thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào và tránh xa điều dữ bằng mọi cách. Giáo hội tin rằng Thiên Chúa nói với ta qua tiếng lương tâm. Nếu như lương tâm là nơi sâu kín nhất của con người, thì để lắng nghe được tiếng Chúa, cách tốt nhất là trở về với lòng mình. Tâm hồn mỗi người thực sự là cung thánh để ta gặp gỡ và nghe được tiếng Thiên Chúa.
Hóa ra từ trước tới giờ, Thiên Chúa vẫn chờ ta ở một nơi không xa. Ngài vẫn nói to nhỏ trong tâm hồn chúng ta. Vậy mà khi khó khăn, có dịch bệnh, khi van nài hỏi Chúa, người ta vẫn chưa thấy Chúa nói gì. Đó là vì chúng ta chưa dám đối diện với lòng mình, chưa đủ thinh lặng để cho âm thanh của Chúa vang lên trong tâm hồn của mình. Nhất là khi hoang mang sợ hãi, người ta có nguy cơ bỏ qua những âm thanh đang rộn ràng trong tâm hồn của họ. Thực ra, đó là thách đố cho con người thời nay, nhất là với những người trẻ chúng ta. Mấy ai tò mò hoặc can đảm học cách trò chuyện, lắng nghe và làm theo lời Chúa trong cầu nguyện? Cầu nguyện luôn là cái gì đó rất xa xỉ trong thế giới ồn ào này. Không ít người quan niệm rằng cầu nguyện là đã lỗi thời rồi, trở về với lòng mình là quê mùa thôi, những chuyện vớ vẩn. Hậu quả là không ít người bỏ quên phương thế này để nghe được tiếng Chúa, rồi trong đại dịch lần này, người ta lại cho rằng Chúa vẫn im lặng. Thực ra Thiên Chúa đang nói lớn tiếng. Trên đây chỉ là hai lối nẻo mà Thiên Chúa đang nói mạnh mẽ với con người. Ngoài ra, giáo hội còn cho thấy Thiên Chúa hằng thủ thỉ với con người qua lịch sử cứu độ, qua cuộc đời của mỗi con người, qua truyền thống sống động của giáo hội. Có điều con người thời nay đang lao vào vòng xoáy của xã hội, của cơm áo gạo tiền, nên thật khó để nghe được tiếng Chúa. Chúng ta cần phải sống chậm, sống thảnh thơi thì mới nghe được tiếng Chúa. Nhưng sống chậm, sống thảnh thơi vẫn còn là điều rất xa vời với nhiều người. Chúng ta cần lặng để nghe tiếng Chúa, nhưng mấy ai thực thi lặng đâu? Đứng trước đại dịch, đau khổ và cái chết, biết bao con người lại hỏi Chúa, Chúa đang ở đâu? Tại sao Ngài vẫn im lặng? Đó là dấu hiệu đáng mừng, vì khi hỏi như thế là chúng ta đã lên đường khám phá. Bạn nghĩ sao khi Thiên Chúa đang thì thầm trong những lúc ta vui? Người thì thầm trong lương tâm của ta, nhưng người nói lớn, nói mạnh trong những đau khổ của ta. Những đau khổ đó là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới đang mê ngủ. Trước Covid-19, thế giới dường như phớt lờ Thiên Chúa, ngủ mê trong những thành quả huy hoàng của khoa học kỹ thuật và cuộc sống hưởng thụ. Hậu quả là mẹ thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng, lòng người vô cảm và lương tâm cũng không còn nhạy bén với tiếng Thiên Chúa nữa. Lúc này, Ngài đang nói lớn tiếng để nhân loại bừng tỉnh. Âm thanh đó là những gì đang diễn ra trên toàn thế giới. Nếu như thế giới đang bị đảo lộn bởi virus, thì chính Thiên Chúa cũng đang gửi một sứ điệp đến cho con người, đến với mỗi người. Một lần nữa, Chúa không bỏ rơi con người. Ngài cần con người lặng đi một chút để có thể nghe được những gì Chúa nhắn bảo. Được như thế, người ta mới thực sự bình an, hạnh phúc vì đã lắng nghe và làm theo thánh ý Chúa. Thực tế thì nhiều người đang đòi Thiên Chúa lên tiếng theo cách của họ. Trong ý này, hình như người ta muốn Thiên Chúa làm theo ý của họ. Làm sao con người dám ra lệnh và điều khiển Thiên Chúa? Nếu đi theo chiều hướng ấy, tiếng Chúa vẫn im lặng trong lòng họ. Hoặc nói đúng hơn, những người này chẳng nghe được lời Chúa đang lớn tiếng gọi mời. Vậy là giữa Chúa và họ vẫn là hai phương trời tách biệt. Thi hành thánh ý Thiên Chúa thì quan trọng hơn. Trong hoang mang, người ta đòi Thiên Chúa một dấu lạ, đòi Thiên Chúa ra tay. Nhưng giáo hội vẫn kiên nhẫn lắng nghe và nhận ra ý Chúa, từ đó bình an để đón nhận và thi hành thánh ý của người. Bởi vì giáo hội tin rằng thánh ý Thiên Chúa muốn cho tất cả, từng người, từng thụ tạo, đặc biệt, được hạnh phúc và tốt đẹp. Phần còn lại là người ta có nghe và nhận ra để sống trong đường lối của Chúa hay không mà thôi. Thiết tưởng đã đến lúc thôi đòi Thiên Chúa lên tiếng, vì Ngài vẫn đang hoạt động và vẫn đang nói với mỗi người trong mọi biến cố. Trong đại dịch này cũng thế. Ước gì những hướng dẫn của giáo hội có thể cho con người được bình an, vì nơi đó lời của Chúa là sức mạnh, là sự thật, là sự sống cho những ai lắng nghe.
Đó là tin mừng, là lời có sức an ủi người ta, nhất là trong những hoàn cảnh bi thương của thế giới như hiện nay. Con bận lắm trôi, bận lòng những khen chê. Tháng ngày về qua, cuộc đời con vất vả. Để được người yêu, con tránh điều phật ý. Một đời tình say mà người vẫn đổi thay. Con bận lắm trôi, bận tìm kiếm hư vi. Chốn nào lặng thinh để hồn còn nương náu, nay những bận tâm bao vương cầu hư ảo, con xin đặt vào tay Chúa những xôn xao để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai, xác hồn này, chi lòng này, xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Con bận lắm Chúa ơi, bận vì những sân si. Biết đời phù vân mà lòng vẫn khao khát, miệt mài dựng xây bao công trình hư nát. Để lòng nặng mang là những nỗi ngổn ngang. Con bận lắm Chúa ơi, bận tìm những vinh quang. Muốn được nội nam từng ngày còn toan tính, và rồi nhận ra sao thương mình luynh quynh. Có sâu lặng nào để thấy Chúa bên trong, để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai, xác hồn này, chi lòng này, xin bận cùng. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai, xác hồn này, chỉ lòng này, xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an, bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa.